Hôm nay thì thầy sẽ cùng với các em chữa cái đề thi minh họa đấy, đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đấy, bài thi khoa học tự nhiên. Bây giờ chúng ta đang là làm những cái con người đầu tiên chữa full 40 câu trong cái đề thi này. Nên là rất hôm nay ngày hôm nay chúng ta đi vào lịch sử, và hôm nay thì rất là muốn các em đang đã và đang theo dõi buổi học này thì hãy chia sẻ lại buổi học này lại về tường và tác giúp tất cả các bạn vào đây, bởi vì đây là một cái phần mà lại khá là hay nhá, khá nhiều chiêu độc luôn đây ạ. Ok, mình bắt đầu làm nhá. Thì xin phép là thầy sẽ ghi đáp án vào cái tờ giấy này, bởi vì là trên này là cái máy iPad nên là không thể nào mà có thể ghi lên trên cái đáp án trên này được nhá. Nào chúng ta bắt đầu ạ. Câu số 1 ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất ạ? Câu 41 ạ. Câu 41 ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất ạ? Theo cả nhà thì là cả nhà chọn đáp án nào? Câu 41 là một câu khá là hay và đi vào lòng người người học ạ. Ok, nào 41. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất ạ? Đây là đề của bộ. Kim loại nào? 41 ạ. Đấy. Đây. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất là anh nào? Wolfram đúng không ạ? Vậy câu 41 của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D đúng không ạ? Wolfram nhá. 41 đáp án D. Vẫn chưa tìm được cách. Đây. Cao lên một chút. Thấp xuống tí xíu. Đây ạ. 41 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đấy nhá, thì ở đây. 41 đáp án D. Được không nhỉ? 41 đáp án gì ạ? 42 ạ. 42 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước thu được dung dịch kiềm ạ? Đó, 42. Đây, kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Thì cái anh này rất là dễ thôi, vì cái anh kim loại này nó sẽ tồn tại khá là nhiều ở bên trong cái dây tóc bóng đèn, mặc dù là bây giờ thì chúng ta không cùng còn dùng nhiều cái đèn dây tóc nữa. Câu 42, kim loại nào sau đây tác dụng được với nước thu được dung dịch kiềm? Thì điều kiện để một anh kim loại có thể tác dụng được với nước, điều kiện để một anh kim loại mà nó có khả năng mà tác dụng được với nước ấy, thì nó là phải làm sao ạ? Nó là kim loại kiềm kiềm thổ đúng không ạ? Vì vậy nên là mình sẽ có là câu 42 thì nhôm thì không có tác dụng với nước đúng không ạ? Bạc cũng không có tác dụng với nước đúng không ạ? Sắt thì cũng không đúng không ạ? Vì vậy nên là kim loại mà tác dụng được với nước mà thu được dung dịch kiềm ở đây là anh nào? Kali đúng không? 42 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Kali 42. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bor kali. Ok không ạ? Câu 43. Câu 43, nguyên tắc điều chế kim loại ạ. Nguyên tắc điều chế kim loại. Nguyên tắc điều chế kim loại. Thế thì cái câu này là nhiều bạn sẽ bị nhầm này. Câu 43 này. Nhiều bạn sẽ bị rất là hay bị nhầm ở cái câu số 43 này. Bây giờ chúng ta cùng phân tích cái câu 43 này một chút để xem chúng ta hay bị nhầm ở đâu nhá. 43 thì nguyên tắc điều chế kim loại. Thì chúng ta lưu ý. Chúng ta lưu ý là cái việc mà điều chế kim loại thì là chúng ta sẽ đi từ anh M. Chúng ta sẽ đi từ anh M N cộng đúng không ạ? Biến thành anh M. Đúng không ạ? Vậy là anh MN cộng này biến thành anh M không. Vậy là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là MN cộng là thể hiện là tính gì ạ? Đấy, chúng ta lưu ý nhé. MN cộng thể hiện tính gì? Thì khử tăng O giảm, đúng không ạ? Khử tăng O giảm. Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có là MN cộng thể hiện của chúng ta là thể hiện tính oxy hóa. Tính oxy hóa. Thế thì khi mà MN cộng này thể hiện là tính oxy hóa ấy, khi MN cộng mà thể hiện là tính oxy hóa thì ngay lập tức chúng ta sẽ có rằng là làm sao ạ? Làm sao ạ? Đây MN cộng thể hiện tính oxy hóa thì ngay lập tức chúng ta sẽ có rằng là thằng này là bị gì ạ? Oxy hóa thì bị ngược đúng không ạ? Thì là ion nguyên tắc điều chế kim loại là gì ạ? Đây là MN cộng thể hiện tính oxy hóa thì nó sẽ là bị khử, hay nói khác là khử ion kim loại thành nguyên tử. Đây chưa? MN cộng biến thành M. Vì vậy nên là đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? 43, khử ion kim loại thành nguyên tử. Đáp án đúng là đáp án 43 là đáp án A nhé. 43 là đáp án A. Khử ion kim loại thành nguyên tử nhá. Rất nhiều bạn sẽ bị nhầm đây là oxy hóa, bởi vì là thực ra là ion kim loại thì để tính oxy hóa nhá. Còn lại thì thằng cation kim loại, đúng không? Đây là cation kim loại thì tính oxy hóa thì nó phải là bị khử, được chưa? 43 đáp án đúng chúng ta là đáp án A.
Câu 44 ạ. 44 ạ. 44 thì theo cả nhà là đáp án gì ạ? 44 thì theo cả nhà là đáp án gì ạ? Hôm nay thì chúng ta cùng đang chữa full cái đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 ạ. Rất là cảm ơn tất cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này lại về Tường và test giúp chúng mình tất cả các bạn cho ở đây ạ. Câu số 44 ạ. Câu số 44 ạ. Ion nào sau đây có tính oxy hóa là mạnh nhất? Ion nào sau đây có tính oxy hóa là mạnh nhất? Chúng ta lưu ý nhá là theo cái thứ tự dãy điện hóa ấy, thì cái anh ion có tính oxy hóa mạnh nhất là anh ở đứng gần cuối cùng đúng không? Và ở trong này thì mình có là không phải là nhôm 3 cộng, không phải là magie 2 cộng, cũng không phải là bạc cộng. Mà đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án gì ạ? À, không phải là magie 2 cộng đúng không? Không phải nhôm 3 cộng, không phải natri cộng thì nó chỉ có thể là đáp án 44 ạ. Tính oxy hóa mạnh nhất, đáp án đúng là đáp án C đúng không? Bạc cộng có tính oxy hóa mạnh nhất nhá. 44 đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 45 ạ. 45 ạ. Trong công nghiệp 45. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Chúng ta lưu ý về cái vấn đề về điện phân nóng chảy. Thì điện phân nóng chảy thì trong cái phần này thì mình có rằng là công nghiệp thì điện phân nóng chảy thì nó sẽ điện phân của các anh kim loại nhóm 1A, nhóm 2A đúng không? Nó sẽ điện phân các anh kim loại nhóm 1A và nhóm 2A. 1A thì điện phân kim loại gì ạ? Công nghiệp ạ, điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy ạ. Là điều chế nào ạ? Đồng không đúng không ạ? Bạc không đúng không ạ? Sắt không đúng không ạ? Bởi vì bọn này thì thường hay là được điều chế bằng pháp nhiệt luyện hoặc phương pháp thủy luyện. Vậy thì để điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy đó là điều chế natri. 45 đáp án đúng là đáp án A. 45A nhé cả nhà nhé. Lưu ý nhé. Chúng ta đã năm xong 5 cái câu để thi minh họa. Thực ra thì đề thi minh họa của Bộ Giáo dục ra như này nó rất là hay. Bởi vì là nó không vào cái hôm ngày cá tháng tư nhỉ. Chứ nếu mà nó mà vào ngày hôm cá tháng tư thì cũng không biết đâu mà lần đúng không? Đúng không? Không biết đâu mà lần. Bởi vì là nếu mà vào ngày cá tháng tư thì nào mà ra không đúng thì bộ bỏ là hôm nay tao đã cho vào ngày cá tháng tư thì ai bảo chúng mày tin? Ai bảo chúng mày tin thì chúng mày chết. Câu 46 ạ. Câu 46 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí hydro? Kim loại nào sau đây tác dụng được với HCl sinh ra khí hydro? Thế thì để tác dụng với HCl mà sinh ra khí hydro thì nó là các anh kim loại đứng trước khí hydro trong dãy điện hóa, đúng không? Đứng trước khí hydro trong dãy điện hóa, vậy thì chúng ta loại ngay đáp án gì ạ? Loại ngay đáp án B, loại ngay đáp án C và loại ngay đáp án D. Vậy 46 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 46 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 47 ạ. Câu 47 ạ. À, sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxy. Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxy ạ. Sản phẩm phản ứng kim loại nhôm với khí oxy ạ. Sản phẩm của phản ứng kim loại nhôm với khí oxy ạ là gì ạ? Thế thì nhôm cộng oxy. Nhôm cộng oxy thì tạo thành Al2, O3 đúng không? Vậy 47 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? B bỏ Al2 O3 dễ ơi, đúng không? Câu 48 à. Câu 48. Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao thì thu được chất X. Vậy chất X là nào? Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao. Thế thì mình có cái phương trình nó rất là đơn giản thôi nhỉ. CaCO3 CaCO3 mà bị khổ quá. CaCO3 mà bị nhiệt phân ạ. CaCO3 mà bị nhiệt phân thì tạo thành gì ạ? Thành CaO cộng với lại CO2 đúng không ạ? Đây CaCO3 bị nhiệt phân thì tạo thành CaO cộng CO2. Thế vì vậy nên là ở đây mình sẽ có là câu 48 đề bài hỏi với chúng ta là gì ạ? Thu được chất khí, vậy chất khí X của chúng ta là CO2. Đáp án đúng là đáp án D nhá. 48 đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu 49 ạ. Câu 49 ạ. Trong công nghiệp thì quặng bô xít dùng để sản xuất kim loại nhôm. Trong công nghiệp thì quặng bô xít được dùng để sản xuất câu. Ui, câu này nhiều bạn sai cực. Câu này rất rất nhiều bạn sẽ bị sai ở trong phần này luôn. Bởi vì chúng ta hay là mắt to mắt bé đúng không? Đấy, chúng ta nhìn nó kiểu mơ ngủ vậy ạ. Câu 49 thì trong công nghiệp quặng bô xít dùng để sản xuất kim loại nhôm. Vậy thành phần chính của quặng bô xít nó sẽ là Al2O3 ngập 2 lần nước. Nên là câu 49 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 49 là đáp án A nhá, chứ đừng bạn nào chọn B với lại C nhá, toang đấy ạ. Câu 50 ạ, công thức của sắt 2 sunfat là 50 ạ. Công thức của sắt 2 sunfat là. Ôi cái đề minh họa năm nay khá là hay luôn, khá là thú vị luôn. 50 công thức của sắt 2 sunfat là FeSO4 nhá. 50 thì đáp án đúng của chúng ta
Nó là đáp án B, bò nhá. Công thức của sắt hai sulfat là Fe4. Câu 51 ạ. 51 ạ. 51 thì sao? 51 trong hợp chất CrO3 thì chrome có số oxy hóa là bao nhiêu? Trong hợp chất CrO3 thì chrome sẽ có số oxy hóa là bao nhiêu? Thì chúng ta lưu ý ạ. Chrome trong CrO3 thì Cr oxy là -2, vậy thì chrome sẽ là -2 nhân 3 bằng -6, đối với -6 là -6 đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta câu 51 là đáp án C. Câu này mấy cháu lớp 10 cũng làm được, không cần phải đến mấy cháu lớp 12. Câu số 52 ạ. Câu số 52 ạ. Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính và trồng nhiều cây xanh thì làm giảm nồng độ khí X trong không khí. Thế thì cái từ chốt ở trong cái này của chúng ta nó là gây hiệu ứng nhà kính. Thì gây hiệu ứng nhà kính của chúng ta thì khí X của chúng ta là gì? C, CO2 đúng không? Vậy câu 52 chúng ta đáp án đúng là đáp án C, CO2. Câu 53. Câu 53. Cho các chất X tác dụng với dung dịch NaOH. Cho các chất X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được CH3CONa và C2H5OH nhá. Thế thì ngay tức mình sẽ có là chất X của chúng ta sẽ là anh nào mà thủy phân ra được CH3CONa và C2H5OH ạ? Cả nhà cùng xem là anh nào có khả năng thủy phân tốt vậy ạ? Nó là một anh ete đúng không ạ? Và nó là ete gì ạ? CH3COC2H5. Vậy đáp án đúng câu 53 chúng ta đáp án đúng là đáp án B. 53 đáp án đúng là đáp án B. Bộ giáo dục cứ thích kiểu úp sọt này mới hay. Nào, câu 54 ạ. Chất nào sau đây là axit béo? Eo ơi, làm dễ nhỉ? Thực ra cái này làm dễ này cũng đúng thôi, bởi vì đề này chỉ được gọi là đề thi tham khảo của đề thi tốt nghiệp thôi mà. Đề thi tốt nghiệp thì nó phải dễ nhé, chứ đề thi tốt nghiệp nó khó này không được. Câu 53. Câu 54, chất nào sau đây là axit béo? Chất nào sau đây là axit béo? Axit béo thì là chất nào cả nhà? Chất nào mang danh là axit béo? Trong này ạ. Anh nào là axit béo? Axit acetic là CH3COH là không phải nhá. Axit formic là HCOH cũng không phải nhá. Axit propionic là C2H5COH cũng không phải nhá. Thế thì cái anh nó là axit béo ấy, cái anh nó là axit béo thì nó chỉ có thể là anh nào thôi ạ? Axit palmitic thôi nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được không ạ? Axit palmitic là C15H31COOH đúng không ạ? Câu 55 ạ. Chất nào sau đây là disaccharide? Câu 55 eo ơi, toàn câu dễ nhỉ. Thế này là một mạch. 55, chất nào sau đây là disaccharide ạ? Câu 55 ạ. Chất nào sau đây là disaccharide? Glucose là monosaccharide nhỉ. Cellulose là polysaccharide, tinh bột là polysaccharide. Vậy disaccharide chỉ là B, saccharose. Được không ạ? Câu 56 ạ. Câu 56. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Câu 56 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Anilin thì không bao giờ làm quỳ tím đổi màu nhá. Glucose cũng không làm quỳ tím đổi màu. Glycine thì nó có số nhóm COH bằng số nhóm NH2 cũng không làm quỳ tím đổi màu. Vì vậy nên dung dịch chất mà làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ấy, thì nó là anh gì ạ? Methinamine đúng không? CH3NH2. Đáp án đúng là 56, đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Methinamine. Câu 57 ạ. 57 nhiều đứa chết. 57 là nhiều đứa chết ạ. Số nguyên tử oxy trong phân tử axit glutamic. Số phân tử oxy trong phân tử axit glutamic. Thế thì cái anh axit glutamic của chúng ta ấy, nhá, chúng ta lưu ý ạ, anh axit glutamic của chúng ta thì nó có hai nhóm COH. Và bởi vì nó có hai nhóm COH nên là nó sẽ tổng cộng nó có mấy oxy ạ? Nó có tổng cộng có 4 oxy trong phân tử nhá. Vì vậy nên câu 57 đáp án đúng chúng ta là đáp án D, có 4 nguyên tử oxy trong phân tử nhá. Câu 58 ạ. Câu 58. Câu 58. Phân tử polymer nào sau đây có chứa nitơ? Phân tử polymer nào sau đây có chứa nitơ? Nào chúng ta cùng xem ạ, phân tử polymer nào sau đây có chứa nitơ? Polyethylene thì là chỉ gồm có C và H. Polyvinyl chlorua thì gồm có CH và CL. Đúng ạ, CH2 CHCl. Polymethylmet acrylate thì nó chỉ gồm có CH và O thôi. Đúng ạ? Polyacrylonitrile nhá, riêng anh này là chứa nguyên tử nitơ ở trong phân tử nó. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó là đi từ vinyl cyanua là có nitơ nhá. Đáp án đúng là 58, đáp án đúng là đáp án D. Câu 59 ạ. Câu 59 ạ.
độ dinh dưỡng của phân đạm eo, cái này chúng mình mới dạy luôn ở trong cái khóa mà tập ôn với lại ở trên lớp off của chúng mình mới dạy phần này luôn, rất là dễ luôn. Nhiều đứa cứ nghĩ rằng là năm nay không có phần lớp 11, nhưng phần lớp 11 ở đây rất là nhiều luôn. À, độ dinh dưỡng của phân đạm, cái này lôi đến phân à, lâu lắm chúng ta mới thấy sự quay trở lại của một câu phân, đúng không ạ? À, được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm, các bạn còn nhớ không ạ? Được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào sau đây? Thì nó được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng nguyên tố nitơ. 59 đáp án đúng là đáp án 60 ạ. 60 ạ. Cặp chất nào sau đây cùng dễ đồng đẳng? Eo ơi, hỏi đến tận phần đại cương hóa học lớp 11 ạ. Cặp chất nào sau đây cùng dễ đồng đẳng? Cùng dễ đồng đẳng thì nó hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 thôi. Thì cái đáp án A của chúng ta nhé, cả nhà nhìn nhé. Đáp án A này không phải, anh CH4 là ăn can, anh CH4 là ăn ken. À, đáp án B là anh CH4 là ăn can, anh CH6 là ăn can. Đúng không? Đáp án C là anh CH4 là ăn ken, anh CH6 là ăn can. Đáp án D thì anh CH2 là ăn kim, anh C4H4 cũng là anh C4H4 mà không phải ăn kim luôn. Anh C4H4 là vitamin cyanua cơ, không phải ăn kim luôn. Vì vậy nên cặp chất mà cùng dễ đồng đẳng ở đây chúng ta chỉ có một anh thôi. Đáp án đúng chúng ta đáp án B, CH4 và CH6 nhá. 60 đáp án B bỏ CH4 và CH6. Câu 61 ạ. Câu 61 ạ. Chúng ta làm tròn được 5 điểm trong đề thi tham khảo của đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 rồi đấy ạ. Trọn vẹn 5 điểm ạ. Trọn vẹn ăn 5 điểm luôn rồi. Ok cả nhà thế nào? Dễ không ạ? Dễ ăn nhỉ? Đúng không? Quá dễ ăn. Ăn 5 điểm dễ như trở bàn tay luôn. Nào, mình làm tiếp ạ. Câu tiếp theo ạ, câu số 61 bắt đầu đến phần khó khó rồi. Cho từ từ đến dư kim loại X và dung dịch FeCl3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y chứa hai muối. Thế thì để mà cái dung dịch Y nó chứa được hai muối ý, thì mình có ở đây nó chỉ có một anh thuận mã thôi, đây là anh đồng. Đồng cộng với lại sắt 3 cộng nhá. Đồng cộng với sắt 3 cộng thì tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Được chưa? Vậy mình thu được tận hai muối, đó là muối đồng 2 cộng và muối sắt 2 cộng. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án C, câu 61, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 61 đáp án C. Được không ạ? 61 của chúng ta là đáp án đúng là 61 đáp án C. Câu 62 ạ. Câu 62 ạ. 62 đáp án gì ạ? Cho các ST sau. 62. Cho các ST sau. À, có bao nhiêu ST tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer? Chúng ta lưu ý rằng là điều kiện để thực hiện phản ứng trùng hợp tạo thành polymer nó phải có nối đôi CC. Thì trong này có là etin acetat là không có nối đôi CC. Propin acetat cũng không có nối đôi CC. Metin propionat cũng không có nối đôi CC. Vậy có nối đôi CC ở đây chúng ta chỉ có anh metin mesh acrylat mà thôi. Metin mesh acrylat, vì vậy nên có bao nhiêu ST tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer chúng ta chỉ có một thôi nhá. Chỉ có một anh duy nhất thôi là anh metin mesh acrylat. 62 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok không ạ? Sang câu 63. 63. 63 xem nào. Cho M gam nhôm. 63 cho M gam nhôm phản ứng hoàn toàn với khí clo dư. M gam nhôm phản ứng hoàn toàn với khí clo dư thì thu được 26,7 gam muối. Giá trị của M là cái này thì xem nào, máy tính đâu ạ? À? Chúng mình đi tìm máy tính. Khả năng cao đây. Không có máy tính đâu. Bấm bằng điện thoại vậy ạ. Bấm bằng điện thoại vậy ạ. Nào mình có. 63 thì số mol ở trong này thì với cái câu 63 á thì chúng ta sẽ tìm được số mol của thằng AL đúng không? Đây mình sẽ có 63 đây. 63 ta giải vào đây một chút nhỉ. Mình sẽ có là nhôm cộng với lại clo dư thì mình sẽ thu được là AlCl3 đúng không? Và ta sẽ tìm được số mol của AlCl3 bằng cách là lấy 26,7 chia phân tử khối của nó. Phân tử khối của AlCl3 là bằng 27 cộng với lại 35,5 nhân 3 bằng phân tử khối của AlCl3 bằng 133,5. Vậy mình sẽ tìm được số mol bằng 26,7 chia cho 133,5 thì bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Và ngay lập tức ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra được số mol của nhôm đúng không? Số mol của nhôm chúng ta sẽ bằng cũng bằng 0,2 mol đúng không ạ? Số mol nhôm bằng 0,2, vậy mình sẽ tìm được khối lượng bằng 0,2 nhân với lại 27. 0,2 mà nhân với 27 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 5,4 gam. Đúng không? Vậy 63 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 5,4 gam. Ok men, rất dễ rồi. 64 ạ. Thì sang câu 64 ạ. 64 ạ. 64 ạ. 64 đáp án gì ạ?
Eo, những câu này dễ cực luôn. Dễ hơn cả húp cháo luôn đấy ạ. 64. Thực tại cho đến bây giờ chúng ta thấy khá là nhiều hữu cơ đúng không em? À, chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch HNO3 loãng dư sinh ra khí NO? Chất nào sau đây tác dụng được với HNO3 loãng dư rồi sinh ra khí NO? Thế thì muốn tác dụng được với HNO3 và sinh ra khí NO thì khi và chỉ khi nhá, là anh này nó phải có gì ạ? Nó phải là có tính khử. Đúng không? HNO3 loãng dư sinh ra khí NO nó phải có tính khử. Tính khử vậy thì 64 đáp án đúng, chúng ta đáp án gì ạ? Fe2O3 thì nó vẫn tác dụng H2O3 loãng dư nhưng nó không sinh ra NO, nó chỉ sinh ra nước thôi. Fe3 lần cũng vậy. IC thì Fe2SO4 3 lần cũng không tác dụng với lại H2O3 luôn. Vì vậy nên câu 64 đáp án đúng chúng ta nó chỉ có một anh duy nhất thôi, đó là anh B, FeO. 65 ạ. 65. Câu 65 cực kỳ dễ luôn nhá. Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp gồm nhôm và magie trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí hydro và dung dịch chữ M gam muối. Thế thì cái câu 65 này mình giải rất đơn giản luôn. Mình có M muối clorua thì bằng M kim loại cộng với lại 71 nhân với lại số mol H2. Được không ạ? Vậy mình có này, M kim loại ở đây của mình đề bài cho là bằng bao nhiêu ạ? Đây. M muối clorua thì bằng 3,9, M kim loại 3,9. Cộng với lại 71 nhân với lại số mol H2 ở đây của chúng ta là bao nhiêu ạ? Đây, số mol H2 đấy, bằng 4,48 lít. Vậy chúng ta sẽ có là số mol bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ tìm được M muối nhỉ. M muối chúng ta sẽ bằng là 3,9 7,71 này nhân 0,2 này bằng này cộng này 3,9 này bằng này 71 nhân 0,2 bằng cộng 3,9 bằng 18,1 gam ạ. 18,1 gam. Vậy câu 65 đáp án đúng của chúng ta là 18,1 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 65 đáp án C nha cả nhà. Đấy, dễ không ạ? Quá dễ. Câu 66 ạ. 66 ạ. 66 thì thủy phân hoàn toàn hỗn hợp ethyl propionate. Chúng ta phải nhớ cho chỗ này rất là hay nhầm nhá. Ethyl propionate là C2H5COOC2H5. Được không ạ? Và anh gì ạ? Ethyl format là HCOO. Đúng không? Ethyl format mà HCOOC2H5. Thế thì nhìn này ta biết là anh này thủy phân là hai muối. Đúng không? CH3C2H5COONa và HCOONa. Đúng không? Hai muối thì phải loại đáp án A hoặc là đáp án C. Và ở đây mình chỉ thu được một ancol là C2H5OH mà thôi. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là hai muối và một ancol, nên câu 66 đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. 66 đáp án đúng là đáp án D. 67 ạ. Câu 67 này sẽ nhiều bạn tranh cãi này. 67 này sẽ có nhiều bạn tranh cãi và nhiều bạn giải sai ở cái câu số 67 này. Cả nhà cùng xem là các bạn ấy sẽ giải sai ở đâu nhé. 67 này. Chất rắn X dạng sợi màu trắng không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Chất rắn X dạng sợi màu trắng không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X thì nhờ xúc tác axit hoặc enzyme thì thu được chất Y. Hai chất XY lần lượt là. Thế mình lưu ý ở đây ạ, mà dạng sợi màu trắng không tan trong nước ngay cả khi đun nóng này không thể là tinh bột được. Vì vậy nên mình loại đáp án C và loại đáp án D. Đúng ạ, thủy phân hoàn toàn. Thế thì thủy phân sen thì chắc chắn mình sẽ thu được anh glucose. Nên đáp án đúng của 67 chúng ta là đáp án A. 67 đáp án A. Cellulose và glucose. Câu 68 ạ. Câu 68. 68 này sẽ có nhiều thứ bị sai. 68 này. Thủy phân 1,71 gam sắc clorua. À, chỗ này nhiều bạn sẽ bị sai nhá. Sắc là C12H22O11 thủy phân ạ. Với hiệu suất 75% là 0,75 thì ra được 2 lần đằng C6H12O6. Đúng không ạ? Thế thì mình sẽ có là số mol của sắc bằng 1,71. Số mol của sắc là 1,71 chia cho 342. 1,71 chia 342 bằng 0,005. 0,005. Vậy mình có 0,005 nhân 2 bằng 0,01 thuận nhân với hiệu suất nhân với lại 0,75. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ bằng là 0, bao nhiêu ạ? 0,075. Được chưa? Vậy số mol của C6H12O6 là bằng 0,0075. Vì thực ra cái 0,0075 này này thì nó bao gồm cả thằng glucose
và cả thằng fructose nhá. Nó bao gồm cả hai thằng, thằng glucose và thằng fructose. Thế thì bởi vì nó bao gồm cả hai thằng đấy, bởi vì nó bao gồm cả hai thằng đấy nhưng mà lại cả hai thằng đấy đều trắng bạc, nên mình sẽ có là số mol bạc sẽ bằng 0,0075 nhân 2 bằng 0,015, và 0,015 này nhân với 108 thì ở đây chúng ta sẽ có khối lượng bằng 1,62 gram nhá. 1,62 gram. Vậy thì đáp án đúng câu 68, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 68 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 1,62 gram nhá cả nhà. Thấy chưa? 68 đáp án đúng là đáp án C. 69 ạ. 69 ạ. Cả nhà nghe giảng có hiểu không ạ? Câu 69 ạ. 69. Đốt cháy hoàn toàn M gam amin X. Đốt cháy hoàn toàn M gam amin X. Đốt cháy hoàn toàn M gam amin X. Đúng rồi, 67A. Rồi, 68C, 69 ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam amin X no đơn trực mạch hở. Chúng ta lưu ý ở đây là amin no đơn trực mạch hở nên công thức của nó là CnH2n cộng 3n. Đúng không ạ? Thế thì đốt cháy nó thì mình sẽ thu được N2. Số mol của N2 ở đây của chúng ta bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì mình sẽ có nhá. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì mình sẽ có nào. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì mình sẽ có đây là 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2. Vậy số mol của amin của chúng ta bằng 0,2. Số mol amin mà bằng 0,2 thì ngay lập tức mình sẽ có rằng là một anh amin no này đơn chức này thì nó sẽ tác dụng với lại một anh HCl. Vì vậy nên mình sẽ có là số mol HCl sẽ bằng là 0,2 mol, đúng không ạ? Vậy 69 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, 0,2 mol nhá. Được chưa? 69 đáp án B, 0,2 mol. Ui, làm đây vẫn thấy dễ nhỉ. Yên tâm đi ạ, vớ vẩn bộ năm nay lừa đấy ạ. Bộ năm nay lừa đấy, cho mấy cái đề này vào hôm cá tháng tư giải dễ nhưng mà cuối cùng lại cho thành thi thật là một làm cái đề khó lẻ. Câu 70. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 70 phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Cả nhà nghĩ xem phát biểu nào sau đây là đúng. Câu 70 ạ. Tơ nitron thì được điều chế bằng phản ứng chống ngưng. Tơ nitron thì được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, đúng hay sai ạ? Tơ nitron thì được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai ạ, nitron thì phải trùng hợp đúng không ạ? Đi từ vinyl cyanua mà. Sợi bông tơ tằm đều thuộc loại tơ thiên nhiên, cái này đúng này. Sợi bông này, tơ tằm này thì đều thuộc loại tơ thiên nhiên, cái này đúng. 70. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ nhá. 70 đáp án đúng, đáp án B bỏ. Còn 10 câu nữa thôi. Dễ không? 71 một câu bài tập chúng ta để lại tẹo nữa là chúng ta giải nhá. 71 câu bài tập khá là dễ thôi, tẹo nữa chúng ta giải. 72 ạ. Ta đánh dấu lại 71 nhá, tẹo nữa chúng ta giải. 71 tẹo giải này. Giải lý thuyết trước. 72 ạ. Thực hiện 5 thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và khí này. Thực hiện 5 thí nghiệm sau này. Sau số thí nghiệm sau khi kết thúc thu được cả kết tủa và cả chất khí này. Mình có A KHSO4 cộng với lại BaHCO3 thì mình thu được kết tủa là BaSO4 và CO2, đúng không? Vậy mình có là 72 là có A này, NH4HCO3 vào BaOH 2 lần thì mình sẽ thu được khí là khí NH3 và kết tủa BaCO3. Vậy có cả B này, 72 có A này, có B này, đúng không? Đun nóng nước cứng tạm thời. Đun nóng nước cứng tạm thời thì là CaHCO3 2 lần đun nóng thì mình sẽ thu được CaCO2, CaCO3 và CO2 này. Vậy C cũng có này, đúng không ạ? Thầy rất thích ý C này đấy. Cho nhôm vào Na hắc dư thì mình chỉ thu được khí thôi chứ mình không có thu được cái tủa nên loại D. Đáp án D, natri vào CuSO4 thì mình sẽ thu được cái tủa là CO2 2 lần và khí là khí hydro nhá. Vậy là A, B, C, D, đúng không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta có mấy ạ? 1, 2, 3, 4. Vậy số kết tủa thu được cả kết tủa và cả chất khí, ở đây là mình có 4. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 72 đáp án C nhá. 72 đáp án C ạ. Đấy, nhiều cháu chết. Nhiều cháu không nghĩ là D cũng phản ứng, đúng không ạ? 73 chúng mình có một chiêu giải cực kỳ nhanh, tẹo đây chúng mình giải cho các cháu nha. 74 này. 74
Ở điều kiện thường thì glucose và alanin thì đều là chất rắn và giải tan trong nước. Ở điều kiện thường glucose và alanin đều là chất rắn dễ tan trong nước. Thì đúng rồi, chính xác, glucose và alanin thì đều chất rắn dễ tan trong nước là chính xác luôn. 74A đúng, đúng ạ. 74A đúng. Tiếp tục ạ, khi tham gia phản ứng Tráng bạc thì glucose bị khử thành amoni gluconate, chúng ta phải nhỏ nhá. Trong phản ứng Tráng bạc thì bạc cộng biến về bạc, vì vậy nên là bạc cộng thể hiện tính oxy hóa. Được chưa? Bạc cộng thể hiện tính oxy hóa thì glucose phải thể hiện tính khử. Thế thì glucose mà thể hiện tính khử thì nó phải là bị oxy hóa nhá. Bị oxy hóa vì vậy nên là B sai. Được chưa? Nhiều đứa cứ tưởng B đúng là chết. C này, amylopectin trong tinh bột thì có cấu trúc mạch không phân nhánh là sai. Amylopectin trong tinh bột thì có cấu trúc mạch là mạch phân nhánh nhá. D này, thành phần chính của cồn 70 độ thì thường dùng trong y tế để sát trùng là methanol là sai, nó phải là ethanol cơ. D này, gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ chất béo là sai. Đông tụ protein, đúng không? Chứ không phải đông tụ chất béo, vậy là D sai. Vậy cái câu 74 ấy. Đấy, vậy cái câu 74 ở đây của chúng ta thì chỉ có một đáp án đúng thôi nhá. Câu 74 ạ, 74 chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi, cả nhà cẩn thận nhá. 74 chúng ta chỉ một đáp án đúng, 74 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Rất nhiều cháu bị chết ở câu 74 nhá, rất nhiều cháu bị chết ở câu 74. 75 này, 76 này, 77 này, 78, 79 đều là các câu bài tập. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu chữa nhá, giờ chúng ta bắt đầu chữa câu bài tập ạ. Bắt đầu chinh phục các câu. À, mình còn câu 80 ạ. Đây, chữa nốt câu 80 lý thuyết xong rồi mình bắt đầu trang chữa câu bài tập. Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau ạ. Tiến hành các thí nghiệm câu 80 ạ. Bóp trước ạ. Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa. Dầu dừa là chất béo rồi. Và dung dịch NaOH. Đun sôi nhẹ hỗn hợp liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút. Và thi thoảng thêm nước cất. 75 này. 76 này. 77 này. 78 này. 79 này, 80 này. Hiện tại mình đang để lại 71 này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ui, đúng đấy, được 8 điểm luôn rồi. Mình xem nhá. Câu 80 ạ, 80 lên 825 này. Đun sôi nhẹ hỗn hợp liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi được nguội hỗn hợp. Bước 3 rót vào hỗn hợp 15 đến 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng khuấy nhẹ rồi để yên. Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol sai, chất rắn màu trắng nổi lên là đúng nhưng không phải là glycerol, nó là chất béo nhá. Ở bước 3 thêm dung dịch NaCl bão hòa để tách muối và axit béo vào hỗn hợp, chính xác. Ở bước 2 việc thêm nước cất để đảm bảo thủy phân xảy ra, chính xác. Trong thí nghiệm trên có xảy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo, chính xác. Vì vậy nên sai ở đây, câu 80 sai là ai? 80 sai là A. Được chưa? 80 sai là A nhá. Bây giờ bắt đầu mình đi chinh phục 7 câu khó. Được không ạ? Cả nhà sẵn sàng không ạ? Bây giờ mình bắt đầu mình đi chinh phục 7 câu khó nhá. Mình bắt đầu chinh phục 7 câu khó bắt đầu từ câu số 71 được không? Bắt đầu từ câu bây giờ chúng mình mới bắt đầu này. Vừa nãy làm chơi chơi thôi, bây giờ bắt đầu đi chinh phục các câu khó. À, phải để cái đề ở đây. 71. Đây đề 71 đây. Cái máy này nó hơi bị 71 ạ. Bảy mươi mốt hấp thụ hoàn toàn về lít khí CO2 vào dung dịch chứa đây 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 tối ưu hóa. Cho 71 xuống phía dưới này, nếu mà xuống phía dưới này thì để ở phần trên này thôi. Đây rồi, mà hơi lóa nhỉ, chắc vẫn nhìn được đúng không? 71 nha, để cho mình chỉnh này dịch nha. Ok, mình bắt đầu đi chiến cho 71. Mấy câu khó khó nhỉ. Hấp thụ hoàn toàn 71 nha. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 71 này. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào dung dịch chứa amon NaOH và 1,5 mol Na2CO3. Thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau.
cho từ từ phần 1. Thế thì dung dịch X chúng ta gồm gì ạ? Chúng ta gồm là NaHCO3 và Na2CO3, đúng không ạ? Gồm NaHCO3 và Na2CO3. Cho từ từ dung dịch X này vào 120 ml dung dịch HCl 1 m. Chúng ta sẽ tìm được số mol HCl bằng 1 nhân với lại 0,12 thì bằng 0,12. Được chưa? Cho từ từ nhé, đây là X từ từ vào. Được chưa? Thì mình sẽ thu được CO2. Mình có số mol CO2 của mình ạ. Mình có số mol CO2 bằng bao nhiêu ạ? Số mol CO2 bằng 2,016 chia 2,4 bằng 0,09 mol CO2. Thế cái đấy rất là hay nhé, bởi vì đây là cho từ từ mol này vào. Thì đặt anh này là X mol, đặt anh này là Y mol. Được không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ có, vậy thì ở đây mình sẽ có, đây là cho từ từ vào, đúng không ạ? X, Y nhá. Thế thì tiếp tục ạ, tiếp tục ạ. Cho phần 2 phản ứng hết với dung dịch BaOH 2 lần dư. 2 lần dư. Thì thu được 29,55 gam kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa BaCO3. Đây là một dạng cực kỳ quan trọng mà thầy Bảo năm nào cũng có. Để thi may quá thầy dạy rất là kỹ cho các em, đúng không ạ? Thầy dạy rất là kỹ cho tất cả các bạn học offline cũng như là tất cả các bạn học học live. Nào mình có số mol là 29,55 55 chia cho 197 bằng 0,15 dư nhá. Thế thì ở đây mình sẽ có này, do là BaOH này lần dư này nên suy ra luôn là toàn bộ thằng HCO3 trừ và CO32 trừ sẽ chui tọt vào hết trong thằng BaCO3, nên mình có là X cộng Y thì bằng 0,15. Được chưa ạ? Ok không ạ? Tiếp tục nhá. Tiếp tục là ở bên trong này, đây là 1 phần 2 thì thôi là, đúng không ạ? 1 phần 2 thì mình sẽ cho là 0,15 một phần đi. Đây cho một phần đi, tính cho một phần thì cho nó dễ. Được không? Vậy thì tiếp tục ở bên trên này ạ. Ở bên trên này thì không phải là X cộng Y ạ. Ở bên trên này thì mình đặt số mol của NaHCO3 phản ứng là A, đúng không ạ? Và thằng Na2CO3 phản ứng là B. Thì mình có ở trên này là A phần B đâu? A cộng B ạ. A cộng B thì bằng 0,09, đúng không? A cộng B bằng 0,09. Và một anh HCO3 trừ thì ăn một anh H cộng này. Một anh CO32 trừ thì ăn 2 H cộng này, 2B này, bằng 0,12. Thế thì tới đây thì mình sẽ có là A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Chỗ này mình sẽ giải được ra A bằng B bằng 0,12 trừ B bằng 0,03 và A bằng 0,06. Thế thì từ cái tỷ lệ A và B này này, được chưa? Vì cái tỷ lệ A và B này, mình có X phần Y là số mol ban đầu của NaHCO3 và Na2CO3, thì nó sẽ bằng A phần B là số mol phản ứng. Được chưa? Vậy nó sẽ bằng là 0,06 chia cho 0,03 thì bằng 2. Được chưa? Vậy là X thì bằng 2Y, đúng không? Hay nói khác là X trừ Y thì X trừ 2Y bằng 0, và X cộng Y thì bằng 0,15. X bằng 2Y nhé. Vậy từ đó mình sẽ suy ra được, các cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu. X phải bằng 0,1 đúng không ạ? Y bằng 0,05 đúng không? X bằng 2Y mà. X chia Y bằng bằng 2 mà. Và X cộng Y bằng 0,15 mà. Vậy X bằng 0,1 và Y bằng 0,05 nhá. Đây là một phần nữa, đúng không? Đây là một phần nữa. Đây là trong một phần. Vậy muốn chuẩn thì mình phải nhân 2 lên. Vậy số mol X bằng 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Số mol Y bằng 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Được chưa? Đề bài hỏi giá trị của V. Đề bài hỏi giá trị của V. Giá trị V, V là gì? V là V lít CO2. Ôi chỗ này đặt AB hơi sai nhỉ? Chỗ này đặt AB hơi sai. Thế thì đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri được không? Nhá, bảo toàn natri. Thì mình có A cộng 1,5 nhân 2A. A cộng 1,5A nhân 2 thì bằng, natri đây là 0,2 cộng với lại 0,1 nhân 2. Được không ạ? Vậy hoàn toàn mình tìm được này, A cộng 3A. Suy ra A cộng 3 là 4A.
thì bằng 0,4. Suy ra cái A này, đây chỗ này là A đi, A phẩy đi. Suy ra A của chúng ta bằng 0,4 chia 4 bằng 0,1. Đấy chưa? Vậy suy ra số mol NaOH bằng 0,1. Số mol Na2CO3 bằng 0,1 nhân 1,5 bằng 0,15. Được không? Thế thì đến đây mình đi bảo toàn nguyên tố carbon nhá. Đến đây mình bảo toàn nguyên tố carbon. Carbon sau phản ứng này, 0,2 này nhân 1 này cộng 0,1 này bằng 0,3. Đúng không? Mà carbon trong này chỉ có 0,15 thôi. Vì vậy nên là carbon trong này nó còn phải là 0,15 nữa. Vậy suy ra giá trị của V bằng 0,15 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 3,36 lít nhá. Nên là 71 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 3,36 lít, một câu rất là dễ, cực kỳ hay luôn nhá, ở trong cái đề minh họa này. 71 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 71 đáp án đúng đáp án D. 72 rồi. 73 nào? Ở đâu? 73 nào cả nhà này. 73. 73 là một cái câu về xà phòng hóa nhỉ. Xà phòng hóa hoàn toàn M gam hỗn hợp E. 73. Xà phòng hóa hoàn toàn M gam hỗn hợp E gồm các triglycerid bằng dung dịch NaOH hỗn hợp E này. Gồm các triglycerid bằng dung dịch NaOH đây CXHIO6 mà cho tác dụng với lại NaOH thì thu được glycerol C3H8O3. Đúng chưa? Và hỗn hợp X gồm 3 muối. 3 muối C17HX CONA C15H31 CONA C17HI COONA với tỷ lệ số mol tương ứng là 3 chia 4 chia 5. Vậy nó là 3A này, 4A này, 5A này. Đúng không? Mặt khác hiro hóa hoàn toàn. Mặt khác hiro hóa hoàn toàn M gam E. Đây E đây, hiro hóa hoàn toàn là cộng với H2. Thì thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y 68,96 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn E, đốt cháy hoàn toàn E thì cần vừa đủ số mol oxy là 6,09 mol nhá. Nếu đốt cháy thì cần vừa đủ là 6,09 mol. Được chưa? Vậy để bài hỏi chúng ta này, giá trị của M, đây giá trị của M này bằng bao nhiêu? Thế ta lưu ý nhá, chúng ta lưu ý ạ. À, mình sẽ có là số mol của bọn chất béo. Đây, số mol của bọn muối natri này 3A, 4A, 5A. Vậy ở đây mình sẽ có được số mol bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri. Nó sẽ là 3A này, cộng 4A này, cộng 5A này. 3 cộng 4 là 7, 7 cộng 5, 12. Vậy số mol NaOH bằng 12A. Số mol NaOH mà bằng 12A thì ngay tức mình sẽ suy được số mol glycerol nhá. Mình sẽ suy được số mol glycerol luôn. Số mol glycerol sẽ bằng là 12A và chia cho 3 thì bằng 4A. Và từ đó suy ra được số mol của chất béo bằng 4A. Được không ạ? Ok không ạ? Rất là dễ đúng không? Thế thì 4A rồi, mình nhìn thấy là đây là C15H31, chưa làm ăn được gì cả. Đúng không? Chưa làm ăn được gì cả. Bây giờ cộng hiro đi ạ. Cộng hiro thì cũng bây giờ đi bảo toàn oxy thì sinh ra tác dụng với oxy này thì sinh ra CO2. Cũng chưa có nói năng được gì nhiều nhỉ? Chưa nói năng được gì nhiều. Ra Y khá là căng đấy ạ. Chúng ta cùng xem nhá. À, đây đây đây. Thế thì ngay lập tức mình sẽ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Được rồi. Trong hỗn hợp E này nhá. Trong hỗn hợp E này, bây giờ chúng ta sẽ đi xem là ở bên trong hỗn hợp E này bao gồm những anh nào và có bao nhiêu nguyên tố gì. Đúng không ạ? Là được đúng không ạ? Thế thì trong anh E này chúng ta sẽ bao gồm này. Carbon này. Đúng không? Carbon này 17 nhân 3A, 17 nhân 3 cộng 15 nhân 4, 15 nhân 4 cộng 17 nhân 5, 17 nhân 5 bằng 196 ạ.
À sorry, chỗ này tính nhầm ạ. 17 cộng 1 ở đây, 18 nhân 3 cộng 16 nhân 4. 16 18 nhân 3 cộng 16 nhân 4 cộng 18 nhân 5. Chết chết chết. 18 nhân 3 cộng 16 nhân 4 cộng 18 nhân 5 bằng 208. A cộng với lại 4 nhân 3 cộng 12 cộng 4 nhân 3 bằng 220 ạ. Carbon trong này là bằng 220A. Thế thì 220A thì ngay lập tức mình sẽ tìm được x luôn đúng không ạ? 220 phải chia cho 4. Chia cho 4 bằng. Đấy, vậy anh này là C55. Suy ra nó là C55 nhé. HZ O6. Thế thôi, chưa làm được gì đâu ạ. Hiro ạ, bảo toán Hiro ở đây là x cộng y rồi. Hiro trong này, bảo toán Hiro trong này à, 33x cộng 4a nhân, ui cái này bảo toán Hiro không ổn, bảo toán oxy ạ. Oxy trong này là bằng 4a nhân với lại 6 thì bằng 24a. Đúng không? Hiro để lại đi, Hiro cho đây chết. Đúng không? Thế thì bây giờ đến đây ạ, đến đây bây giờ mình sẽ đi làm này nhá. Mình sẽ có là ME thì bằng hỗn hợp. Mình sẽ đi tìm ME trước. Đúng không ạ? Mình sẽ đi tìm ME. Ok ạ. Đây nhá, mình biết được đây khối lượng này. Bây giờ mình sẽ đi bảo toàn. À, công việc đầu tiên của chúng ta là bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Được không ạ? Công việc đầu tiên của chúng ta. Ôi chết rồi, tắt rồi. Công việc đầu tiên. À, bao nhiêu? 95. Rồi, công việc đầu tiên của chúng ta là đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thì mình có này, bảo toàn oxy này. Được không ạ? Công việc đầu tiên là đi bảo toàn oxy. Thì oxy của chúng ta, đây nhá, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thì oxy của chúng ta này, đây, thằng này sinh ra CO2 đúng không? Thằng này sinh ra CO2 H2O. Thế thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ có là ở bên trong này thì mình sẽ có là 24A cộng với lại 6,09 mol nhân 2 thì bằng 2 lần số mol CO2 cộng với 1 lần số mol nước. 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Được chưa? Một cháu nhá. Một cháu nhá. Tiếp tục này. Bảo toàn carbon. Thì carbon trong này chúng ta vừa tìm được là bằng 220A đúng không? Đúng không? 220A. Thì bằng. Thì chính bằng số mol trong CO2 nhỉ? Đúng không? Carbon ở trong này chính bằng số mol CO2 đúng không? Cuối cùng ạ. Cuối cùng thì có phải là chúng ta còn một cái nữa là CO2 trừ N nước chia cho N cháy là chia cho 4A. Đúng không? CO2 trừ N nước chia cho 4A. Thì có phải bằng CO2 trừ N nước chia cho 4A thì có phải bằng là số mol hydro. Nó thế nào nhỉ? NCO2 trừ N nước chia cho 4A thì chính bằng là K. Đúng ạ? Chính bằng K trừ 1. Chuẩn này là đúng đúng không ạ? Chính bằng K trừ 1. Thế thì trong cái K này này, trong cái K này thì nó gồm là 3 nhóm COO đúng không? Và K trừ 3 liên kết PCC. Thế thì cái K trừ 3 này nó quan trọng này. Cái K trừ 3 này thì là nó sẽ tác dụng với hydro. Đúng không ạ? Thế thì K trừ 1 thì bằng K trừ 3 xong lại trừ đi 2. Đúng không? Chính bằng K trừ 3 đóng ngoặc đơn cộng với 2. Được không ạ? Thế thì cái K trừ 3 cộng với 2 này
Thì đến đây mình sẽ suy ra này. Số mol của CO2 trừ số mol của nước thì bằng số mol CO2 trừ số mol nước thì bằng K trừ 3 mà nhân với 4A. K trừ A, K trừ 3 mà nhân với 4A nhé, thì có phải chính bằng số mol hydro. Đúng không? K trừ 3 là số mol phản ứng với hydro nhé. Đây. Đúng không? Nhân với A là nhân với lại số mol anh này á. Thì vậy là bằng số mol hydro. Cộng với lại 2 nhân 4A đúng không? Cộng với lại 2 nhân 4A. Đây mình sẽ có phương trình số 1, phương trình số 2, đây phương trình số 3. Được không ạ? Rất là dễ luôn. Thế giờ mình kết hợp nhá. Giờ mình kết hợp vào. Đây mình biết CO2 bằng 220 này. Đúng chưa? Vậy mình thế vào đây mình sẽ có này. NCO2 bằng 220 này. A này trừ đi số mol nước. Đúng không? Thì bằng số mol hydro cộng với 8A. Đúng không? Bằng số mol hydro cộng với 8A. Thế thì vậy thì ngay lập tức mình sẽ có này, suy ra này ở dưới này. Suy ra này, mình có khối lượng của E. Mình có khối lượng của E thì có phải bằng là bằng 68,96 trừ số mol hydro không ạ? 96 trừ đi số mol hydro, trừ đi khối lượng hydro. Đúng không ạ? Bằng 68 trừ đi khối lượng hydro đúng không? Vậy thì vậy nó có phải bằng là 68,96 trừ đi khối lượng hydro là có phải là bằng số mol hydro đây. Vậy sẽ bằng là 2 nhân với số mol hydro. Đúng không? 2 nhân với số mol hydro thì số mol hydro sẽ bằng là 220 này. A này trừ đi 8A này trừ đi số mol nước. Đúng không? Trừ đi số mol nước. 220A trừ đi 8A và trừ đi số mol nước. Thế thì chính bằng 68,96 trừ đi 220A mà trừ đi 8A thì còn là 212A. Đúng không? 2 này nhân với lại 212A này trừ đi số mol nước. Đúng không ạ? 68,96 nhá. Trừ đi 2 này. Được chưa? Thế thì đây, ở đây mình đã có là mối quan hệ đây 1, đây là 2 này. Đây là 4 này. Đây là 1 này. Để nhìn rõ không? Mình kết hợp giữa 1 và 4. Kết hợp 1 và 4. Kết hợp 1 và 4. 1 và 4. Thì mình có hệ phương trình ạ. Kết hợp 1 và 4 mình có hệ phương trình ạ. Là 24A. 24A cộng với 6,09 nhân 2. 6,09 6,09 nhân 2 bằng 12,18. Thì bằng 2 nhân với lại 220. A thì bằng 440. Cộng với lại số mol nước. Đây nhá, đây 1 này, B xuống đây. 4 này. Thế thì hoàn toàn ở đây thì mình sẽ tìm ra được số mol nước sẽ bằng là 24A này cộng 12,18 này trừ 440A. Đúng không ạ? Vậy thế vào đây mình sẽ có này bằng này 68,96 trừ 2 nhân 212A trừ số mol nước là trừ đi. À, không được, nó không bị triệt tiêu nhỉ. Nước nước phải triệt tiêu chứ. N nước bằng chỗ này là nước nước phải bị triệt tiêu nhỉ. Đúng không ạ? Chỗ này đang bị nhầm ở đâu đấy ạ? Chỗ này đang bị nhầm đâu rồi, xem nào. 24A thì ở đây mình tìm được N nước bằng đây 440A cộng với, vậy nó bằng 24A cộng 12,18 trừ 440. Đúng rồi. Thế trừ nước đi thì AA nó lại cộng lên, không được. Chỗ này là phải bị mất nước. Nhá, 68,96 trừ đi 2 nhân với 212A trừ đi số mol nước. Đúng rồi. Thế thì là bây giờ là mình đi tìm số mol nước. Thì số mol nước của chúng ta
số mol nước, cái Me thì đúng rồi, chúng ta cần tìm số mol nước đây này, đến đây là ra được A này, và còn một ẩn ẩn A và ẩn N nước, hai ẩn thôi, A và ẩn N nước này, biến đổi anh ba này, còn ẩn A và ẩn N nước, A và ẩn N nước biến đổi thì mình sẽ có là NCO2 trừ N nước bằng 2N hydro, đúng rồi. N nước cộng NH2, đúng rồi. Biến đổi NH2 ở trong này, Me bằng 212 64, đúng rồi, trừ đi. À đây 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 ạ, mặt khác ạ, đây đây Me lại bằng cái này nữa. Đây nhá, mặt khác Me lại bằng bảo toàn khối lượng bên này. Thì nó bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước trừ đi khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước trừ đi khối lượng của oxy. Đúng chưa? Vậy suy ra canh 4 này. Canh 4 này mình có này. CO2 thì bằng là 400 220 nhân 44 nhá. A này cộng với M nước là 18 lần N nước trừ đi M oxy là bằng 6,09 nhân 32, được chưa? Thì bằng 68,96 trừ đi 424 A cộng với lại 2 lần N nước, được chưa? Đây hệ đây, và 24 A cộng 12,18 bằng 440 A cộng N nước. Được chưa? Và tới đây chúng ta sẽ tìm được A và N nước. Nào cả nhà cùng bấm một chúng mình xem A bằng bao nhiêu, N nước bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, N nước bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, N nước bằng bao nhiêu. Câu khá là hay luôn. Cho thêm một con số. Không có máy tính, giờ chỉ chờ bọn em bấm hộ thôi. À ngoài như không nhẩm được, cái chỗ này phải bấm hệ rồi. Bên này không có máy tính, khổ. A bao nhiêu ạ? N nước bằng bao nhiêu ạ? Rất là hay luôn nhá. A bằng bao nhiêu, N nước bằng bao nhiêu ạ? Nào cho thầy một con số nào, A bao nhiêu, N nước bằng bao nhiêu, A bao nhiêu, A bằng, ôi chẳng đứa nào bấm máy tính mình, anh em bấm máy tính của chúng mình với, nay ngồi nhà em gái không có máy tính giải hệ, chịu không làm ăn được gì luôn. A bằng bao nhiêu ạ? Rau quả bấm máy tính của thầy đi. Phạm Ngọc My bấm máy tính của thầy đi. A bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? Chờ đợi quá. A bằng bao nhiêu? A bằng chẳng nhẽ giờ đi tìm máy tính. Anh em có một máy tính này xem nào, ao bao nhiêu. Đây các hệ phương trình nhá. Giờ bấm mỗi máy tính rồi. Ôi máy tính, không có máy tính ở đây luôn. Không mang. Alo cũng không có máy tính luôn. Anh em bấm máy tính của thầy vậy ạ. Khổ thế, thế đến đây tìm A với N nước là xong rồi đúng không? Tôi không có máy tính. Nhục vậy. Khổ quá. À như em gái chúng mình dạy rồi. Cháu ngồi đây nhá. Thứ cho anh bận máy tính. Ui không bảo này.
mày vừa này đang chưa full để minh họa. À đây rồi, máy tính rồi, cảm ơn, hạnh phúc quá. Ô, máy này bấm hệ kiểu gì? Học sinh. Chúng nó đi ngủ hết rồi. Thấy sao anh chọn? Hệ 20 trình thôi. À được. Ship 9. Rồi, ok, thank you. May quá. Thần hộ mệnh ngủ dậy. 912 này. Ui. Bấm hệ kiểu gì nhỉ? 220 nhân với lại 44. To thế. 220 này nhân 44 này cộng với lại 424 này bằng một cái này 18 trừ đi 2 này bằng cái nữa này 68,96 cộng với 6,09 nhân 32 bằng này. Rồi một cháo. Chuyển hết sang bên này đi. 440 trừ 24 bằng này 1 bằng này 12,18 bằng này. Đấy, số 1 đẹp không? A bằng 0,02. Một thằng bằng 3,986 nhá. A bằng 0,02. Vậy vậy ở đây mình có A bằng 0,02 và đây là N nước bằng 3,86 mol nhá. A bằng 0,02, N nước bằng 3,86 mol. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được ME đúng không? Thế nên lên trên này là mình tìm được ME này. Được không ạ? Vậy suy ra mình sẽ có ME bằng này 68,96 trừ đi 2 nhân 212 nhân 0,02 trừ đi N nước là 3,86 đóng ngoặc đơn bằng 68,2 gram ạ. 68,2 gram. Vậy mình có ME bằng 68,2 gram nhá. Câu 70 mấy đấy? Câu 7 mấy nhỉ? 73 đúng không ạ? 73. 73 đáp án đúng, chúng ta bằng 68,2 gram. 73 đáp án C. 73 đáp án C. Ok không ạ? Cả nhà hiểu chưa? Tiếp nha. Làm tiếp. Chưa chết rồi. Đi một tờ giấy khai sinh. Không biết của ai luôn. Trông con làm cái nó chửi chết. 73 sau. 74. 75. 75 nhá. 75 này. Cho mg hỗn hợp gồm natri này, Na2O này, K2O này vào nước dư này, thu được này dung dịch X, thu được 50ml dung dịch X và mol hydro 0,02 mol. Cho 50ml dung dịch HCl vào dung dịch X. X thì gồm NaOH và KOH. Đúng không? Số mol của HCl bằng 3 nhân với lại 0,05. 3 nhân 0,05 bằng 0,15. Thì thu được 100ml dung dịch Y. Có pH bằng 1. Đấy, pH bằng 1, vậy suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 1. Vậy số mol của nó sẽ bằng là 10 mũ trừ 1 nhân 0,1. 10 mũ trừ 1 mà nhân với 0,1 là 0,1 nhân 0,1. 0,01 mol H cộng. Và coca Y thì thu được 9,15 gram chất rắn can. 0,01 mol H cộng. Và chất rắn can là 9,15 gram. Giá trị của M thì gần nhất với giá trị nào sau đây? Giá trị của M thì gần nhất
với giá trị nào sau đây? Ui, câu này rất là hay luôn nhá. Câu này rất là hay luôn đấy ạ. Cực kỳ hay luôn. Nào mình xem nhá. Vậy thì ở đây thì chúng ta có thể quy đổi cái hỗn hợp mà Na này, Na2O này và KaO này của chúng ta thì về gồm gì ạ? Natri này, kali này, oxy này. Khi vào nước mà sinh ra được hydro thì người ta ẩn giải hệ nhỉ? Đúng không? Đề bài yêu cầu xác định khối lượng của này mà. Đúng không? Rất là dễ thôi. Thì ở đây mình sẽ có là số mol nát cộng này bằng là 0,01 này. Vậy là chất rắn khan này của chúng ta. Chất rắn khan này chúng ta sẽ bao gồm những anh sau. Na cộng, K cộng, đúng không? Và cả Cl trừ. Bởi vì trong này là có H cộng mà. Đúng không? H cộng nên là không thể có H trừ dư được. Nên chất rắn khan là Na cộng, K cộng và Cl trừ. Vậy thôi. Cl trừ thì mình biết được số mol rồi. Cl trừ này nhá, cả nhà nhìn nhá. Thì ở đây là 0,15 nhưng mà chú ý rằng là thằng H cộng này dư nên là HCl nó sẽ bay đi này. Vì vậy nên Cl trừ trong này chỉ còn là 0,15 trừ đi 0,01 thì bằng 0,14 thôi. Được không ạ? Cl trừ trong này chỉ còn 0,14 thôi nhá. Được không ạ? Thế thì Cl trừ trong này bằng 0,14. Được không ạ? Vậy mình sẽ tìm ra được là trong này có nước này, dung dịch này còn có cả nước nữa. Trong này có nước mà. Đúng không? Bởi vì nước là do gì ạ? À, nước là do H cộng ăn với lại đây. Nước ở đây trước đi. Tìm nước ở đây trước. Nước ở đây trước đi ạ. Nước ở đây trước thì mình sẽ có là bảo toàn hydro nhá. Thì anh này là 0,15 này trừ đi 0,01. Vậy chỗ nước này bằng 0,14. Được chưa ạ? Nước ở trong này bằng 0,14. Được không? Thế thì với nước ở trong này bằng 0,14 ý, thì ngay lập tức mình sẽ suy được luôn là số mol nhóm OH ở trong này cũng bằng 0,14 này. Suy ra này, số mol nhóm OH trong này bằng 0,14. Được không ạ? Vậy thì số mol nhóm OH ở bên trong này mà bằng 0,14 ý, thì ngay lập tức mình có thể đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy được không? Được không ạ? Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy được không ạ? Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ có này. À, oxy trong oxit thì tác dụng với nước với NaOH. Đúng không? Và cả thằng natri và thằng kali dư thì cũng sinh ra H2. Thế thì vì vậy nên mình suy ra mình có. Thế thì vì vậy nên là mình suy ra mình có một điều như sau là oxy trong này. Đúng không ạ? Oxy trong này bây giờ mình cần tìm là số mol oxy trong hỗn hợp. Thế thì oxy trong hỗn hợp này thì phải một oxy trong hỗn hợp này nó sẽ sinh ra là hai thằng OH không? Đúng không ạ? Một thằng natri và một thằng kali cũng sinh ra một thằng OH nữa. Vì vậy nên mình tìm được số mol oxy trong này. Bảo toàn điện tích thì cho dễ nhỉ. Đúng không? Bảo toàn điện tích thì cho dễ. Oxy bên trong này. Suy ra mình có số mol oxy trong hỗn hợp này có phải chính bằng là số mol của OH trừ là 0,14 không? Trừ đi hai lần số mol hydro, bởi vì hydro này ăn hai mà, đúng không ạ? Hai nhân với lại 0,02. À đâu, một thằng này ăn một thôi. Đây ạ, ăn một thôi ạ, bởi vì một thằng nước, một thằng hydro ra thì chỉ một thằng oxy thôi. Thế là bằng đâu, đây là OH trừ. À, OH trừ thì chỗ này phải nhân hai. Xong rồi chia cho hai. Bây giờ mới phải chia cho hai. Thì là bằng là 0,14 trừ đi 0,04 thì bằng 0,1, 0,1 chia 2 thì bằng 0,05. Được không ạ? Thực ra thì bạn nào thích cái chỗ này thì bảo toàn cũng được. Nhờ. Nhưng mà thầy thích theo kiểu tư duy này cho dễ hơn. Bởi vì là một natri thì sinh ra một OH, một kali sinh ra một OH. Đúng không ạ? Thế còn một oxy này thì sinh ra một nước. Nhưng mà vào nước này không, đúng không ạ? Nó vẫn sinh ra OH. Được không ạ? Dễ mà, dễ hiểu mà. Đúng không? Ok, tiếp nhá. Tiếp nhá. Được không? Thế thì số mol oxy trong hỗn hợp này bằng 0,05 rồi nhá. Số mol oxy trong hỗn hợp này mà bằng 0,05 rồi, bây giờ mình sẽ có rằng là anh này bằng 0,05 này. Thế thì mình sẽ có là khối lượng của natri và kali ở trong này sẽ bằng là 9,15. 9,15 trừ đi 9,15 trừ đi 0,14 nhân 35,5 bằng 4,18 gram ạ. 4,18 gram.
Thế thì bài hỏi chúng ta là khối lượng hỗn hợp này thôi. Thì natri và kali biết rồi. 4,18 mà oxy thì bằng 0,05. 4,18 cộng với lại 0,05 nhân 16 bằng 4,98 gam. Nhá. 4,98 gam. 4,98 gam. Đây. Kết quả chúng ta 4,98 thì gần với bao nhiêu ạ? Gần với 5 nhất đúng không ạ? Đúng không ạ? Gần 5 nhất nên 40,75 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 75 đáp án C nhá. Đấy, rất dễ luôn. 76 này. 76 ạ. Thôi giờ giải nhanh thôi. 76 các cháu đi học hết rồi. 76. Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X. 76 nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X gồm ethyl acetat. 76 đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ethyl acetat này. CH3 COO C25 metin acrylat C2H3 COO CH3 ui dồi, hai hydrocarbon mạch thở sướng đấy. CHI cần vừa đủ oxy, số mol oxy là 0,79, tạo ra CO2 và nước, số mol nước bằng 10,44 chia 18 bằng 0,58. Nếu cho 0,26 mol X vào dung dịch brom dư thì số mol brom phản ứng tối đa là xem nào. 76 là cái dạng này là dạng năm nào cũng có trong đề thi luôn nhá. 76 cái dạng này dạng năm nào cũng có trong đề thi, đầu tiên chúng ta lưu ý thế. Thực ra thì nghĩ rằng cái phần này không cần quy đổi đâu. Nhiều bạn nghĩ rằng là cái câu này phải giải bằng quy đổi, nhưng mà thầy nghĩ cá nhân thầy nhá, cá nhân thầy thì thầy nghĩ rằng là không cần thiết phải quy đổi, vì ở đây thì bài hỏi chúng ta là số mol brom phản ứng thì chính bằng là số mol của liên kết PCC, đúng không? Vậy nhiệm vụ ở đây của chúng ta bây giờ chỉ cần đi tìm số mol liên kết PCC là ok, được không nhỉ? Thế thì mình nhìn này, anh ST này, ST no đơn hở rồi nhá, nên là cháy luôn cho số mol CO2 bằng số mol nước. Vậy bây giờ cái việc mà liên quan đến PCC nó chỉ là hai ngày thôi, đúng không? Đúng không ạ? Rất là dễ thôi, không có gì khó cả, đúng không ạ? Đây mình có hỗn hợp X, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có rằng là có phải là số mol CO2 trừ số mol nước chia cho số mol cháy thì bằng K trừ 1. Vậy số mol CO2 trừ số mol nước có phải bằng số mol liên kết PCC cộng với lại số mol liên kết PCC trừ đi số mol hỗn hợp X không? Thì tại sao lại là trừ đi số mol hỗn hợp X, đúng không ạ? Tại sao lại trừ đi số mol hỗn hợp X? Tại vì thế này ạ. Số mol CO2 nhá, trừ đi số mol nước thì bình thường thì nó bằng bởi vì ở bên trong cái thằng hỗn hợp X này mình chưa biết, ở đây mình chỉ biết nó là hydrocarbon thôi. Mình chưa biết là nó là no hay không no. Đúng không ạ? Thế thì thường này, cái anh này này, anh này cháy này. Đúng không ạ? Thường cái anh này cháy thì cho mình là số mol của CO2 trừ số mol nước thì bằng số mol cháy thì chính bằng số mol này. Đúng không ạ? Đấy thì nó rất là dễ thôi. Nó rất là dễ hiểu nhá, hoàn toàn dễ hiểu, cực kỳ dễ luôn. Không có gì khó khăn cả. Được không ạ? Xem nào, bây giờ thế nào nhỉ?
Giờ thế nào cho dễ nhỉ? Thực ra là cũng không phải là trừ đi số mol của, khó nói đấy. Bài khá là hay đấy ạ. Đầu tiên mình sẽ có đây là oxy này, đây là có CO2 này, đây là có nước này. Nhìn ra được cái điểm này rồi nhưng mà nói thế nào cho dễ nhỉ? Đây là trừ đi số mol của X là số mol cháy. Số mol liên kết pi trừ đi số mol X. PCC. À không phải. Không phải PCC. À đâu. Đây là pi của X. Số mol pi của X trừ đi X mới đúng. Thì có phải là số mol pi của x trừ đi số mol x thì có phải là pi của hỗn hợp x trừ đi số mol hỗn hợp x, đúng không ạ? Bởi vì ở đây là mình sẽ có là NCO2 trừ N nước thì bằng K trừ 1, mà trừ 1 thì ở bên trong này thì nó có là anh này không phản ứng, anh này không phản ứng bro mà, thì là NPX trừ đi NX, đúng không ạ? Đấy nhá, xong một cái nhá. Giờ mình có bảo toàn oxy. NCO2 trước này. Suy ra mình có này. NCO2 trừ đi 0,58 thì bằng số mol pi của x trừ đi số mol x. Được không ạ? Thế thì mặt khác mình lại có là số mol của anh pi của x trừ đi số mol x thì có phải là số mol pi của x mà trừ đi số mol x thì nó lại chính bằng là số mol của nhóm COO. Đây, số mol pi của x thì có phải là bằng số mol của nhóm COO cộng với số mol của brom. Đúng không ạ? Trừ đi số mol của x. X là trừ đi 0,26. Được không ạ? Hoàn toàn được đúng không? Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm bảo toàn oxy đi ạ. Bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy. Thì có phải là mình sẽ có là số mol nhóm CO cộng 2 lần số mol oxy là 2 nhân 0,79 thì bằng 2 lần số mol CO2 cộng với lại số mol nước là 0,58 không? Đúng không ạ? Vậy suy ra này, có phải mình được là số mol CO 2 lần số mol CO2. Đúng rồi, bảo toàn. Ra đây là 2 lần số mol CO2. Đúng không? Cộng 0,58. Chỗ này phải là 2 lần số mol CO. Vậy suy ra mình có là 2 lần số mol COO trừ đi 2 lần số mol CO2 thì bằng 0,58 trừ đi 2 nhân 0,79 bằng âm 1. Suy ra NCO2 trừ đi NCOO thì bằng 0,5. Thế vào đây. Vậy NCO2 trừ NCOO bằng 0,5 này. Suy ra NCO2 trừ 0,5 trừ 0,58 bằng N của brom trừ 0,26. Suy ra N của brom bằng 0,08 này âm 0,08 cộng 0,26 bằng 0,18 mol. Số mol brom bằng 0,18 mol ạ. Số mol brom bằng 0,18 mol. Quay đấy, 0,18 mol. Vậy câu 76 đáp án đúng, chúng ta là đáp án B. 0,18. 76B bỏ. 0,18 mol nhá. 77 này. 77. Ô, khả năng cao giờ này các cháu đi học hết rồi nhỉ. Khả năng cao giờ này các cháu đi học hết rồi.
Sau khi học hết rồi thì chúng mình xin phép còn 3 câu cuối thì chưa nữa chúng mình livestream tiếp nhá. Đó. 3 câu cuối này, 77 này, 78 này, 79 này. Chưa nữa chúng mình livestream nốt nhá. Đó. Giải full rồi còn gì nữa, giải đến 9,25 rồi mình. Còn 3 câu cuối nhá. Thì các cháu đặt xem trước fanpage của chúng mình xong rồi chiều nay chúng mình giải nốt cho các cháu 3 câu cuối. Đó. Ok. Bye bye, chào tạm biệt.